Cứu tôi với. Con nhà ở đâu? Nhà em ở dưới kia. Cứu. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Sao thế này? Cứu tôi với. Thì làm sao thế? Hai mẹ con đi đâu về? Cứu tôi với. Hai mẹ con đi đâu về mà bị buộc thế này? Đi lấy hoa chuối. Được rồi. Con nhà ở đâu? Nhà em ở dưới kia. Rồi để tôi đưa cô về, hai mẹ con cô về nhà nhá. Vâng. Hai mẹ con uống nước nhá. Đưa lên nước cho con. Mẹ thương. Thank you.
Rồi, anh đưa em về. Ở nhà nghỉ đây. Hai mẹ con ở nhà bé thế thôi à? Vâng. Con có gạo gì ăn không? Có thức ăn không? Hết đồ rồi, hôm nay em mới đi lấy chuối để đi bán đổi gạo. Hai mẹ con nghỉ nhá, anh về đây. Vâng.
mẹ tí. Thế giao tí nữa nha. Chào mẹ tí. Rồi 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 rồi. Bán chuối nhá. Nhá. Ừ. Ừ. Oh,
ngươi thôi. À, đi đi đi. Mới bỏ 20.000. Anh lấy cái này, bỏ em cái này. Nè, em được tiền rồi. Mua đậu nha. Đậu ăn. Thì mì nào? Mì mì nè. Vâng, cái sống mì.